Em xin chào quý vị anh chị nha. Hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày một chút. Đó, giờ này thì không ai mua rau đường được, cũng dán. Đó. Thì hôm nay là thứ sáu, đây là Gia Lai nha anh chị. Đó. Hôm nay công việc cũng lu bu quá cho nên là em không có quay cái số cho anh chị mình xem. Rồi thì hôm nay em bón cái đại Gia Lai nè anh chị ơi, 35 nè. 35 26 59 17 09 18 44 66 36 45 50 64 91 83 82 32 04 81 90 37 30 Duyên Lam 21. Rồi thì những con số này hôm nay em bón ở đại Gia Lai ngày 14 tháng 4 14 tháng 4 năm 2023 nha anh chị. Đó cái đại dưới này Ninh Thuận nè anh chị ơi, 20 tờ rất là dài. Ninh Thuận nha, 21 là Ninh Thuận. Đây có 3 sắp đây là 60 tờ là Ninh Thuận anh chị. Ở đây khoảng cái Gia Lai khoảng 100 tờ thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó nha anh chị. Đó, cái Gia Lai là 500 tờ, Ninh Thuận 60 tờ. Đó, anh chị nào mà ở khu vực gần đây thì đi ngon lên để mua nha anh chị. Đó, em bán trên online nhưng mà cũng thấy ít có người mua lắm nha anh chị. Đó, em bán qua tài khoản nó mà ít có người mua quá rồi anh chị. Này, đây Vi Ngọc Tài 0968634312 số Zalo nha anh chị. ID băng 451220 5273226 nha anh chị. Có gì anh chị Zalo kết bạn với em nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Dạ. Rồi chúc anh chị may mắn một ngày phát lộc phát tài. Được vào những cái tài giới số trung giải lớn nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bố luôn nha. Rồi. Sáng em hôm nay em dậy sớm. Đó. Em muốn cái ly cà phê. Đó nha anh chị. Có khi là uống thôi, cà phê em cũng không ghiền nhưng mà lâu lâu uống nha anh chị. Bỏ xíu sữa Milo rồi mình uống. Rồi. Rồi xin chào anh chị cô bác luôn nha.